Hà Vi xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Xin chào luật sư Thanh Phạm. Khanh xin chào chị Đà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã quay lại trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh và xin mời quý khán thính giả cùng vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là luật sư Thanh Phạm tìm hiểu một trong những thông tin mới nhất từ Sở Di trú Mỹ liên quan tới vấn đề thị thực và thẻ xanh. Và đặc biệt ở đây là nói về những cái thẻ xanh, những cái thị thực dành cho những người đi định cư Mỹ qua diện bảo lãnh gia đình và qua diện đi lao động để định cư. Thì như quý vị đã biết là trong đại dịch Covid vừa rồi có rất là nhiều những hồ sơ bị ứ đọng, trì trệ vì Sở Di trú cũng như là các cơ quan liên quan của Mỹ họ phải giãn cách, họ phải nghỉ làm do đại dịch Covid hành hành khắp nơi ở Mỹ này. Thì trong suốt một năm qua đã có rất là nhiều những cái văn phòng chi nhánh đã phải đóng cửa không hoạt động hoặc là họ làm việc tại gia, khiến cho cái số hồ sơ không ngừng bị gián đoạn, là vì cái số người xin thì không có ngừng tăng nhưng mà cái số lượng đơn mà để mà giải quyết đó, thì không xuể trong cái mùa đại dịch này, dẫn tới tình trạng là hiện bây giờ chỉ riêng đối với thẻ xanh thôi thì có trên 9 triệu người khắp nơi trên thế giới đang chờ được Mỹ cấp thẻ xanh. Và nếu như Quốc hội Mỹ không có cái động thái nào cải tiến hơn, cải thiện hơn trong cái lúc mà ứ động trong hệ thống di trú này thì có lẽ là hàng trăm ngàn người sẽ mất cơ hội tiến tới bằng quốc tịch Mỹ của mình. Đó là thông tin mới mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Quý vị nào đang chờ đợi những cái visa đi định cư Mỹ theo dạng đoàn tụ gia đình hoặc là theo dạng đi lao động, đi làm việc tại Mỹ thì quý vị có những thắc mắc vì trường hợp của mình liên hệ, quý vị có thể để trong cái phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị ngày hôm nay. Nói về thông tin mà 9 triệu người đang chờ đợi được cấp thẻ xanh đó, thưa luật sư Khanh, thì xin được hỏi một cách cụ thể, tại vì thẻ xanh đó, nó có hai dạng để dẫn tới thẻ xanh, là một là đi lao động, hai là đi đoàn tụ gia đình, với những cái visa mà phải qua những cái cuộc phỏng vấn từ các cái cơ quan lãnh sự Mỹ ở các nơi. Ví dụ như ở Việt Nam là có lãnh sự quán, họ phải giải quyết bằng cách là họ có cho cái cuộc phỏng vấn rồi họ mới cấp cái thị thực visa đó. Một khi có visa thì qua Mỹ mới có được thẻ xanh. Thì con số 9 triệu này nó sẽ ảnh hưởng tới bao nhiêu người đang xin visa đi định cư từ Việt Nam qua ngã lao động cũng như là qua ngã đoàn tụ gia đình, thưa luật sư Khánh? Trước hết là thưa chị và kính thưa quý vị, thì hồi nãy chị Trà My có nói con số là hiện tại ngay lúc này, cho có nghĩa là năm 2021 á, thì bên Sở Di trú và Bộ Ngoại giao họ đang tồn động cỡ là 9 triệu cái hồ sơ mà cho định cư. Định cư có nghĩa là bao gồm cho định cư cho gia đình và định cư cho bên đi làm. Và cái này á, là ngay thì nếu mà mình coi về cái quá khứ của những cái con số của sự cái tồn động từ những năm coi như bắt đầu năm 92, 93 hay gì đi, thì những năm đó, ví dụ năm 92, cái số tồn động nó cỡ là 3 triệu thôi, và bắt đầu nó tăng dần dần, và nó tăng lớn nhất là trong vòng 4 năm vừa qua, bắt đầu 2017, 18, 19 và 20. Có nghĩa là cái số tồn động nó bắt đầu từ con số 5 triệu mấy, gần 6 triệu, nó tăng lên 7 triệu, 8 triệu, và ngay đến này nó có nghĩa là đang nằm 9 triệu. Cái con số 9 triệu này nó bao gồm tất cả những hồ sơ nào mà đang trong cái quá trình mà bảo lãnh để mà qua Mỹ, có nghĩa rằng là người có quốc tịch bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi, người có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi, hoặc là người có thẻ xanh bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, xong người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con cái lập gia đình rồi, và cái cuối cùng là người có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em. Và bao gồm hơn nữa, mình quay qua cái bộ phận mà coi như là làm non-immigrant để mà cho công ty đại thọ EB3, EB1, 2, 3, 4. Thì cho những con số và coi như EB1 thì cho những cái người mà rất là giỏi để mà qua Mỹ để làm, một người ta là xuất sắc. Còn EB2 là cho những người có bằng cấp master hoặc cao hơn. EB3 là cho những cái người mà có bằng cấp phổ thông, ít nhất là bằng cấp cử nhân hoặc là lao động với kinh nghiệm để mà bằng một cái cử nhân. EB4 là cho những cái người mà đi giống như đi tu hoặc là những người religious, và EB5 là cho những người đầu tư. Thì tất cả những gì Khanh nêu ra nó bao gồm tổng cộng bây giờ là coi như cỡ 9 triệu mấy người đang nằm trong cái hệ thống của Sở Di trú để mà được duyệt. Và quý vị nên nhớ trong cái 9 triệu người này có bao gồm những cái người đi ăn theo, nên thực tế ra cái con số nó sẽ cao hơn rất là nhiều, bởi vì ví dụ một gia đình mà có 3-4 người đi ăn theo, hoặc một gia đình có hai người, ví dụ bây giờ mình chỉ tính một gia đình có trung bình là có hai người chồng con cái nữa, yeah. Mình chỉ tính cái trung bình thôi nhé, mình ví dụ con số trung bình là một gia đình có hai người đi ăn theo, thì cái 9 triệu này mình phải cộng thêm 18 triệu nữa, là có nghĩa là cả 27 triệu người đang đợi để mà xin định cư vào Mỹ.
Và cái này là sở di trú họ phải duyệt trong một cái thời gian, coi như cứ mỗi năm họ sẽ duyệt, mà con số này nó sẽ giảm đi một phần. Mà trong cái 9 triệu người này không có đồng nghĩa rằng là những cái hồ sơ này đã được sở di trú chấp thuận. Cái tổng con số 9 triệu này có bao gồm rằng là những người nào đang nộp hồ sơ vào sở di trú và đợi sở di trú xác nhận và chấp thuận. Và nó cũng bao gồm những cái người nào mà đang làm việc với trung tâm thị thực và coi như là đợi tới phiên mình để mình xin thẻ xanh hoặc là xin cái thị thực để định cư. Và con số thứ ba là nó cũng bao gồm những người nào mà đang ở bên Mỹ mà xin cái adjustment status, có nghĩa là đang xin chuyển dạng qua người thành người thường trú nhân. Nên cái này thực tế là nó rất là đa dạng, chứ không phải mình quay ngược lại mình nghĩ rằng là ồ, bây giờ sở di trú có 9 triệu hồ sơ người ta không duyệt tới. Không phải là họ không duyệt tới, nhưng mà những cái hồ sơ này nó đang nằm trong những giai đoạn khác nhau để mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ, và cũng có rất nhiều người gần được duyệt rồi trong cái 9 triệu người này. Như luật sư Khanh nói là có những cái visa, tại vì tiến tới cái thẻ xanh thì dĩ nhiên là phải qua đi visa định cư đoàn tụ hoặc là đi định cư theo dạng lao động. Thì bây giờ đối với những người mà đang nằm trong cái gọi là sự tồn đọng đó, 9 triệu người đang chờ được cấp, mà bây giờ con số nó sẽ không dừng ở đó, và mỗi ngày mỗi giờ thì lại có thêm chồng chất bao nhiêu trăm ngàn người khác nữa trên thế giới nữa. Thì như vậy thì những người đang chờ xin được cái visa đi định cư, dù là đi bảo lãnh hay là đi lao động, thì họ có thể nghĩ rằng là cái thời gian xét duyệt của họ sẽ phải kéo dài hơn hàng năm trời hay là hàng nhiều năm trời hay là như thế nào, thưa luật sư Khanh? À, thưa chị, thì cái câu hỏi để mà trả lời câu hỏi của chị thì trước hết mình phải quay về cái sự hạn chế cho mỗi năm mà bên sở di trú họ cho người định cư vào. Thì mỗi năm sở di trú họ có thể cấp nhiều nhất là 455.000 cái thị thực để mà định cư, hoặc là những cái người tổng con số để mà người ta định cư qua Mỹ bao nhiêu. Và trong cái 455.000 đó họ sẽ chia ra những cái mà phân đoạn mà giống như nãy Khanh nói về, giống như là người có quốc tịch bảo lãnh lẫn nhau, bảo lãnh anh chị em, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh con cái lập gia đình, hoặc người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi, hoặc là thường trú nhân bảo lãnh gia đình, hoặc là bảo lãnh con cái chưa lập gia đình 21 tuổi, hoặc là những cái EB1, 2, 3, 4, 5. Thì cái 455.000 À, phân chia tức ra là những 455 là cho cả đi định cư bảo trong lãnh mà định năm, cư đi lao động luôn. có nghĩa là đúng, và nó là nó sẽ phân chia ra, nó còn chia rõ ràng hơn nữa. Nhưng mà tổng mỗi năm bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú họ có thể cấp tới 455.000 cái, ví dụ cái thị thực để mà qua định cư hoặc là có thẻ xanh. Và nó phải chia ra cho những cái phân loại mà Khanh nói ra, tại vì họ không có Thì thể mỗi cấp. một loại như vậy có cái quota tối đa bao nhiêu không ạ? Mỗi một loại thì không có cái quota, nhưng mà họ sẽ coi như cách phân chia là họ sẽ cho theo thứ tự cái bên nào mà coi như là F1, F2, F3, F4, cái nào mà sai còn thừa thì mới đẩy những cái visa còn lại. Giống như họ ưu tiên cho những cái đi cao hơn, giống như EB1 sẽ được ưu tiên cho những hồ sơ đó. Và xong nếu mà những cái số thừa mà không có còn lại thì họ sẽ đẩy qua cho EB2, và EB2 sẽ được dùng con số thừa đó với những cái con số họ đã chia rồi. Nếu mà còn thừa sẽ đẩy qua EB3. Thì nói chung là họ cái cách chia đó là phần lớn là bên có một người ở bên sở di trú họ tự họ làm cái đó hết, bởi vì họ sẽ phân loại coi rằng là có nước nào xin nhiều nhất và coi như xin dưới dạng gì để mà họ biết mà phân chia ra. Tại vì không có phải là nước ai bảo ai gửi giấy tờ vào cho sở di trú thì người đó sẽ đứng cái hàng của họ, bởi vì mỗi nước đều có một cái thống kê con số để mà coi như ai có bao nhiêu người có thể vào. Tại vì giống như quý vị biết, bên Mỹ hiện tại thống kê của sở di trú họ nói là Mỹ là cái nước mà coi như là cao nhất, với hơn 1 triệu mấy người đang đợi sở di trú xác nhận. Bên bộ cái này thống kê bên Bộ Ngoại giao nhé, là bên Mỹ có hơn 1.224.000 người đang đợi xin thị thực vào Mỹ. Và Việt Nam của mình nó là có 217.985 người đang đợi xin thị thực với bên Bộ Ngoại giao để vào Mỹ để định cư. Và cái này nó bao gồm vừa định cư gia đình và định cư theo dạng đi làm. Thì À, nhưng mà cái sự ưu tiên phân chia thì luật sư Khanh khi mà mình nói phân loại đó, thì nếu như mà đi làm, đi định cư theo dạng đi làm đó, thì ưu tiên cho những cái lao động mà có bằng cấp cao, rồi dư ra thì mới xuống xuống nữa, phải không ạ? à, Từ không bằng phải cấp họ cao, kỹ ưu tiên. năng. Ví dụ thôi nhé, bên EB1 họ nói là một năm có thể cấp cho 20.000 visa. Và nếu mà một năm đó cái 20.000 visa được xài hết thì coi như ok, năm đó những cái người mà về phía sau họ phải đợi. Có nghĩa là ví dụ có năm đó có 25.000 người họ xin đi,
mà bên là bên sở Bộ Ngoại giao và bên sở di trú họ chỉ cấp được 20.000 thôi, thì có nghĩa là 5.000 phải đợi. Mà 5.000 phải đợi đó thì mình coi cái bộ cái ngày đáo hạn, thì ngày đáo hạn sẽ nói là ok quý vị, cái ngày đáo hạn của bên chúng tôi đưa ra chưa có trúng ngày ưu tiên, quý vị phải đợi. Nhưng mà thực tế ra là EB1, EB2 cái ngày đáo hạn không có bao giờ cần thiết, bởi vì lúc nào nó cũng gọi là current, có nghĩa rằng là một khi là không có đủ người để mà xin những cái thị thực đó nên họ không cần phải đợi, hồ sơ họ được duyệt, họ có thể xin thẻ xanh luôn. Thì có một thời gian EB3 là cần phải có ngày đáo hạn, nhưng mà thực tế ngay lúc này thì EB3 không cần ngày đáo hạn, có nghĩa rằng là EB3 nếu mà nộp á, thì có thể xin luôn. Chỉ có những người nào từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ thì mới có ngày đáo hạn thôi, bởi vì nhờ những người mà xin EB3 cái gì dạng là lao động định cư theo lao động mà có bằng cấp ít nhất là cử nhân á, có quá nhiều người từ Trung Quốc và bên Ấn Độ họ xin, nên vì vậy họ phải đẩy những cái người đó lại để mà họ không có cấp hết cho những người đó lại được, Phải để nhường có cho người khác. thì đó. Nên vì vậy là nên có nhiều cái EB cái employment preference nó không có được xài, nên nó sẽ được đẩy về cái phần thứ hai để mà coi như là giải tỏa cái sự ùn tắc ngay cái giống EB2 hoặc EB3. Thì Còn đối với visa mà đi định cư đoàn tụ gia đình đó, thì nó có cái ưu tiên không? Thí dụ như gia đình mà vợ chồng thì ưu tiên hơn, rồi con cái cha mẹ ưu tiên hơn anh chị em không, hay là cứ tới ngày tới giờ theo cái dòng thứ tự ưu tiên mà mình nộp đơn mà họ xét thôi? thì đối với bên bảo lãnh gia đình thì nó cũng phân loại ra một con số, trong con số đó là coi như là họ cũng giống như đưa ra F1 là có thể cho bao nhiêu người vào mỗi năm, hoặc F2 có cho bao nhiêu người vào mỗi năm, F3, F4 cũng vậy. Mà thông thường á, F4 là coi như những người đợi cuối cùng, đợi chót, những con số còn thừa họ mới đẩy hết qua F4. Giống như F1 là đầy rồi thì ok F1 họ phải đợi, F2 cũng vậy, F3 cũng vậy. F4 thì đợi lâu nhất, bởi vì cái vấn đề là F4 là cái con số mà sở di trú họ cho vào mỗi năm nó rất là ít, cỡ 20 mấy ngàn người thôi. Mà 20 mấy ngàn người đó mình mà so với những người mà họ đợi bên F4 á, là tổng cộng ngay lúc này là có hơn 2.160.000 người đang đợi để mà xin thị thực để mà vào. Và cái này là cái con số Khanh đưa á, là với làm với bên là lãnh sự quán và Bộ Ngoại giao. Thì hiện tại ngay bây giờ là có hơn 2.160.000 người dưới F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau đang đợi xin phỏng vấn để vào. Nhưng mà mỗi năm họ chỉ có thể cấp được 20 20 mấy ngàn visa, hoặc là nếu họ tăng lên nhiều họ cũng không có tăng được quá nhiều. Nên vì vậy quý vị thấy những cái thời gian mà quý vị cần phải đợi nó rất là lâu. F4 cho người Việt Nam của mình đợi ít nhất cũng phải 14 năm. Mà quý vị sẽ nói, ô luật sư Khanh ông nói 2.160.000 mấy ngàn người, nhưng mà nếu mà tôi tính 14 năm thì mỗi năm họ phải cấp cho ở 100 mấy chục ngàn người cái visa chứ. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái tổng con số này có bao gồm những nước khác, thì trong cái bộ Family Preference đó, họ có tách rời ra những người đợi lâu, có nghĩa là sẽ từ bên Trung Quốc nè, từ bên Phi Luật Tân nè, từ bên Mỹ nè, và từ bên Ấn Độ, hoặc là bên những cái nước Nam Mỹ giống như El Salvador, Guatemala and Honduras. Xin lỗi, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Philippines thôi. Còn những người khác thì những cái nước đó rất là ít, nên vì vậy những người vẫn đi đều đều. Nhưng mà ví dụ giống như mấy cái nước mà Khanh đưa ra thì cái ngày mà ưu tiên của họ sẽ trùng với cái ngày đáo hạn, nó sẽ kéo dài hơn. Giống như Nó lùi liền. ví dụ giống như anh chị em mà con người Mỹ có quốc tịch muốn bảo lãnh anh chị em của họ, thì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 6 năm 1999, có nghĩa rằng là phải đợi hơn coi như là gần 21 năm, 22 năm. Mà với người Việt Nam của mình thì họ duyệt tới ngày 1 tháng 10 2007, có nghĩa là hồ sơ của mình nó sẽ đi nhanh hơn bên kia là 8 năm, thì mình chỉ đợi cỡ là 14 năm thôi. Tại vì có quá nhiều người Mỹ Tùy họ theo cái đang số lượng của từng mỗi nước và cái hồ sơ. nước có bao nhiêu người ta đứng trong xếp hàng để mà họ muốn vào Mỹ. Càng đông thì là càng chờ lâu. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, với cái sự ứ động này, hàng triệu người đang chờ đợi như vậy đó, thì thường thường mình thấy, ví dụ nói F4 đi, là tức là cái F4 mà quý vị hay nghe là anh chị em Anh bảo lãnh lẫn nhau đó, nó vốn là một cái đối tượng mà ít ưu tiên nhất trong tất cả các hồ sơ xin bảo lãnh, vì anh chị em họ nghĩ rằng là đây là một cái mối gọi là máu mủ, nó cũng hơi xa so với là cha mẹ con cái hoặc là vợ chồng, thành ra nó đợi là đã 13 14 năm rồi, bây giờ cộng thêm cái sự ứ động do đại dịch Covid nữa, thì bây giờ có thể gọi là từ 13 14 năm đó, nó thì bây giờ mình có thể nói là 15 16 năm mới tới lượt mình hay không, thưa luật sư Khanh?
Có thể chị, tại vì cái vấn đề là hiện tại ngay lúc này là giống như trong cái năm vừa qua thì quý vị biết Bộ Ngoại giao có đưa ra một chỉ thị rằng là đóng hết những cái cuộc phỏng vấn. Thì một khi họ đóng cái cuộc phỏng vấn có nghĩa rằng là những cái số mà họ đáng lẽ, Khanh muốn đính chính thêm một cái là với cái dạng F4 đó, mỗi năm bên sở di trú và Bộ Ngoại giao họ có thể cấp là 65.000, thay vì hồi nãy Khanh nói là 20 mấy ngàn, họ có thể cấp là 65.000 thị thực hoặc là thẻ xanh cho những người này. Và 65.000 này phải chia cho coi như 100 mấy chục nước đó, từ những người nước ngoài vào. Thì mình quay lại với cái mà hồi nãy Khanh mới nói rằng là như vậy, ví dụ những cái người này Tòa lãnh sự ở Việt lãnh Nam sứ hả? quán họ đóng Không, cửa dạ. tại vì họ không có duyệt, thì quý vị biết là F4 là họ không có duyệt trong năm qua rồi, và ví dụ không có duyệt trong năm qua thì thông thường người ta sẽ nghĩ ô năm qua bên Bộ Ngoại giao họ không có cấp 65.000 visa, vậy có thể nào họ lấy cái con số thừa mà họ cộng vào cái năm mới hay không? Có nghĩa là À. ví dụ năm vừa rồi họ chỉ cấp 15.000 thôi, còn thừa 50.000, thì có thể năm này họ sẽ lấy cái 50.000 thừa và cộng thêm 65.000 nữa hay không? Câu trả lời là không, bởi vì Không đủ mỗi năm, nhân lực. không phải không đủ nhân lực, mỗi năm cái con số này đã cố định rồi, nếu mà không xài thì không không có cách nào để mà đẩy qua cho xài năm tới. Nên vì vậy nguyên một năm ùn tắc ở bên Bộ Ngoại giao thì cái con số đó hiện tại bây giờ nó phải đẩy ngược lùi lại, tại vì những người đáng lẽ họ đã được đi rồi họ chưa được đi, và qua năm này họ mới bắt đầu chuẩn bị được đi, có nghĩa rằng là những người tới sau cái thời gian của họ lại phải đợi lâu hơn nữa, có thể kéo dài một năm, có thể kéo dài 2 năm tùy. Nhưng mà không những là những cái hồ sơ mới mà cả những cái hồ sơ đã nằm trong cái đường Tất dây để cả chờ những đợi. trong đó là phải bị trì trệ hết. Đẩy lại một hai năm. Tại Đó. vì một hai năm qua là đã không có cái sự xúc tiến hồ sơ luân phiên đều đặn như thường thấy. Nội mà mình thấy là trong thời bình thường mà xúc tiến đều đặn đó, mà vì cái hồ sơ nó quá đông thì cũng phải đã chờ đã ứ động rồi, bây giờ cộng thêm là họ ngưng trệ nữa. Vì không chỉ ngưng ở nước Mỹ trong năm 2020, năm 2021 này thì các nơi khác đã bùng dịch, ví dụ như Việt Nam đi, giãn cách bao nhiêu lần, đóng cửa bao nhiêu lần là bao nhiêu trăm ngàn hồ sơ đã bị ứ động lại. Thành ra bây giờ quý vị có F1, F2, F3, F4, kể cả hồ sơ đi làm I1, I2, I3, I4, I5 đều phải bị cộng thêm thời gian 1-2 năm mới tới lượt của mình. Ví dụ như những người đáng lý ra đã tới lượt của năm ngoái rồi mà bây giờ vẫn chưa được xét, thì khi mà họ mở ra, họ bắt đầu họ xét và mở ra chạy cái guồng máy lại đó, thì những người đó phải được ưu tiên hàng đầu hay không? Thưa chị đúng, tại vì ví dụ có nhiều vị khán thính giả coi đài và họ hỏi rằng là ô tôi có cái cuộc hẹn năm ngoái nhưng mà tự nhiên bị hủy, hoặc là tôi có cuộc hẹn năm nay tự nhiên bị hủy, thì trước hết là Khanh cũng nói là sẽ cái vấn đề lúc mà bên lãnh sự hoặc là đại sứ quán mở cửa trở lại, cái cuộc hẹn của quý vị ngày nào nó cũng sẽ tùy, bởi vì trước hết có nhiều người ta nói là tôi là dạng F4, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, tôi có cuộc hẹn năm ngoái bị hủy, vậy lúc nào tôi mới có lại, có nghĩa rằng là lúc mà lãnh sứ quán mở lại có phải tôi ưu tiên hay không? Kính thưa quý vị, sẽ tùy, nó sẽ tùy nhé, tùy theo lúc mà mở lại thì bên tổng con số người đang xin vào dưới cái dạng F4 cho biết bao nhiêu nước đó thì nó bao nhiêu, và quý vị đang xếp hạng bao nhiêu trong những con số đó trước khi lãnh lãnh sự gọi quý vị đi. Với những cái hồ sơ khác giống như là F1 hoặc người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái, thì cái đó những hồ sơ đó có thể được đi nhanh hơn, bởi vì hiện tại là họ không có một cái ngày đợi cho những hồ sơ đó, nên vì vậy họ có thể ví dụ một khi lãnh sứ quán mở cửa lại thì có thể những hồ sơ đó sẽ đi nhanh hơn. Có nhiều người, có thể những quý vị nào mà coi như bảo lãnh anh chị em mà nói ô tại sao những người đã có trước tôi rồi vấn đề tôi chưa có, cái đó là bởi vì giống như Khanh nói con số mà bên Bộ Ngoại giao họ có thể, Bộ Ngoại giao hoặc Sở Di trú họ có thể cấp nó rất là hạn chế rồi, nó có một sự hạn chế coi như 65.000 cho F4, mà ví dụ họ mở lại thì vấn đề có thể quý vị đang cũng phải đợi tiếp, chứ không phải là hồ sơ của quý vị sẽ được đẩy lên đầu liền để mà gọi vào phỏng vấn, trừ khi trong cái sáu trong cái thứ tự mà quý vị sắp định gọi đi phỏng vấn đó, quý vị coi gần nhất nhì hoặc là đâu đó trong top 10 hay top mấy đó, thì có thể là một khi bên Bộ Ngoại giao họ mở cửa ra lại thì có thể là quý vị sẽ là người sớm nhất có cái cuộc phỏng vấn, còn nếu không thì quý vị phải đợi, bởi vì giống như quý vị biết là từ tháng 3 năm vừa rồi tới tháng 2 năm nay thì Bộ Ngoại giao có chỉ thị rằng là không có duyệt những visa cho những người anh chị em bảo lãnh lẫn nhau hoặc là F1, F2, F1, F3, F4. Thì bây giờ là coi như là bây giờ họ mở lại thì nói chung là bên lãnh sự lại đóng cửa bởi vì chỉ thị 15 và 16. Nên mình vẫn có những cái sự trì trệ ngay lúc này, bởi vì
bên lãnh sự quán họ không có mở cửa, nhưng những nước khác thì họ vẫn gọi phỏng vấn bình thường, nhưng chỉ có Việt Nam thì đang bị trì trệ trong cái quá trình phỏng vấn. Dạ. Trong quá trình bị ứ động như vậy, thưa luật sư Khanh, 1-2 năm như vậy thì đã xảy ra rất là nhiều những cái thay đổi. Những cái hồ sơ mà tới lượt của họ rồi, mà tại vì họ không được xét duyệt cho nên là họ có thể là có những thay đổi trong hồ sơ. Ví dụ như họ sanh thêm con, hay là người bảo lãnh mất, hay là người được bảo lãnh mất, hoặc là những cái thay đổi là chồng mất hay là vợ thay đổi gì đó. Thì tất cả những cái thay đổi đó so với cái hồ sơ đó, khi mà tới lượt họ được xét duyệt sau này khi mở ra đó, thì họ có được cứu xét gì không? Tại vì cái này không phải lỗi tôi, đáng lý tôi đã đủ điều kiện năm ngoái mà tôi không được. Covid nó làm như vậy thì xin châm chước gì không? Hay là tới lượt rồi thì theo luật cứ như Cái vậy câu thôi. hỏi của chị là để mà trả lời cho nó thật tốt thì Khanh phải bắt đầu tách rời ra. Trước hết đó, mình không có nói về cái vấn đề cái người bảo lãnh được mất hoặc cái người đứng ra bảo lãnh mất nha, tại cái đó là một cái quá trình riêng rồi. Mình sẽ nói ví dụ trong cái quá trình mình đang đợi, và một là mình kết hôn hoặc là mình có con cái, thì nó không có ảnh hưởng tới cái vị trí của mình. Mình chỉ cần bổ sung, nếu mà họ gọi mình đi phỏng vấn hoặc trước khi họ gọi mình đi phỏng vấn, mình chỉ cần bổ sung vậy, đòi bổ sung. Trước hết, nếu mà hồ sơ quý vị đang ở bên National Visa Center thì quý vị bổ sung với National Visa Center, nói là bây giờ tôi muốn thêm, tôi đã có vợ rồi, tôi có con, tôi muốn thêm hai ba người này, hoặc là tôi muốn thêm hai ba người con của tôi, thì mình bổ sung với bên trung tâm thị thực. Còn nếu mà NVC. cái hồ sơ đã được đẩy về lãnh sự rồi mà cái cuộc phỏng vấn của quý vị bị hủy, mà trong thời gian quý vị đợi thì quý vị lập gia đình rồi quý vị có con, nếu mà trong cái tình trạng luật cho phép thì quý vị phải đợi tới lúc mà phỏng vấn á, quý vị nói với cái người phỏng vấn là bây giờ tôi muốn bổ sung mà tôi có này, thì bên có thể một là quý vị chọn liên lạc với NVC ngay lúc này, nhưng NVC sẽ nói là hồ sơ đã ở lãnh sự rồi, quý vị phải đợi tới lãnh sự quý vị nói chuyện lãnh sự để mà bổ sung. Thì tới lúc đó quý vị đi phỏng vấn, quý vị nói với lãnh sự sẽ ok mở hồ sơ lại để cho quý vị kèm theo những người này để mà họ cấp duyệt luôn. Thì cái đó là cho những cái sự bổ sung. Còn ví dụ những cái người mất, ví dụ thì câu trả lời anh như vậy, ví dụ quý vị đang đợi mà người bảo lãnh mất, quý vị là coi như xui đen, còn không còn gì đen hơn nữa. Tại vì cho dù cái sự ùn tắc nó xảy ra bởi vì sở di trú hay gì đó, nhưng mà người bảo lãnh quý vị đứng ra mất á, thì dưới luật là hồ sơ phải được trả về cho sở di trú và quý vị xin hồi phục, cho cái hồ sơ hồi phục lại với dưới cái luật nhân đạo. Cái đó rất là khó. Còn nếu mà trong cái thời gian đợi mà cái người bảo lãnh chính mất thì nguyên cái hồ sơ cho những người đi ăn theo xí xóa hết luôn, coi như họ không có thể đi được, Bị bỏ luôn, dạ. thì bị bỏ luôn á. Thì cái đó là Khanh mới nói là về cái vấn đề là người đứng ra bảo lãnh mất hoặc là cái người được bảo lãnh mất nó rất là quan trọng, bởi vì quý vị biết là thời gian dịch bệnh cũng có nhiều người ta mất bởi vì bệnh tật, thì cũng có chắc chắn là cũng có những hồ sơ đang trong quá trình bảo lãnh thì người bảo lãnh họ lại mất. Thì nên vì vậy những cái người bây giờ đang muốn chuẩn bị có cuộc phỏng vấn để mà đi qua thì sẽ có vấn đề, bởi vì cái hồ sơ này sẽ phải bị đẩy lại để mà xin xét duyệt lại với sở di trú để mà cho phục hồi hồ sơ. Yeah. Ngoài ra còn cái vấn đề tuổi tác cũng rất là quan trọng. Dạ, vừa cái lứa tuổi nào đó thì coi như là hết được xét duyệt, trên 21 dưới 21 rồi lập gia đình vân, thì những cái trường hợp mà bị kẹt tuổi như vậy đó thì như thế nào trong cái sự ứ động vì Covid này, có được châm chước hay không? À, cái này nó sẽ tùy theo, một lần nữa câu hỏi của chị nó có nhiều cách trả lời lắm, tại vì cái nó sẽ tùy theo cái dạng mình được bảo lãnh như thế nào. Ví dụ mình là người có quốc tịch, mình bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi á, thì cái tuổi con cái nó ngưng, nó đóng lại, nó coi như bị đông lại. Ví dụ mình đang bảo lãnh, ví dụ Khanh là người có thẻ xanh, Khanh đang làm hồ sơ cho con của Khanh mà con của Khanh dưới 21 tuổi. Rồi ví dụ ngày mai Khanh nhập tịch, cái ngày Khanh nhập tịch tuổi của con của Khanh nó đông lại, phải nhập tịch nhé, tuổi mới đông lại, tuổi đóng băng lại, thì có nghĩa rằng là cho dù sau này con của Khanh 26, 27 tuổi thì đối Vẫn với sở được. di trú hồ sơ vẫn là dưới tuổi 21. Dạ. À, còn nếu mà ví dụ Khanh là người được người anh của Khanh có quốc tịch muốn bảo lãnh Khanh và Khanh có con chẳng hạn, và cái hai của sở di trú và cũng cái vợ của sở di trú và cái luật là như vậy, họ nói là trong vòng 365 ngày từ cái ngày có hồ sơ của mình đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, cái ngày ưu tiên của mình đáo hạn với Bộ Ngoại giao, thì mình nếu mà mình có người con nào đang quá 21 tuổi, mình có thể xin với sở di trú dùng cái luật trừ tuổi. Mình phải xin cái đó trong vòng 30 365 ngày từ cái lúc mà cái hồ sơ của mình được trùng với cái ngày đáo hạn. Rồi. Nhưng mà nếu
mà trong cái quá trình mình làm giấy tờ mà mình làm không xong và mình dùng cái luật trừ tuổi xong mà con của mình vẫn quá 21 tuổi thì cho dù mình có xin cái dùng cái luật trừ tuổi hay không thì con của mình không đi được. Thì ngay lúc này những quý vị nào mà đang bị kẹt trong cái ví dụ là anh chị em đang bảo lãnh lẫn nhau mà đáng lẽ năm vừa rồi phải có cuộc phỏng vấn và con cái của quý vị coi như là đã quá tuổi rồi và năm nay có thể có cuộc phỏng vấn lại, nhưng mà năm nay nó sẽ thêm một tuổi mấy cho con cái quý vị nữa, mà mình dùng luật trừ tuổi, nếu mà mình dùng luật trừ tuổi năm vừa rồi thì con cái được đi, nhưng mà nếu mà mình dùng luật trừ tuổi và năm này và thì con cái không được đi thì con cái cũng không được đi. Mình không có thể nói rằng là bởi vì quý vị trì trệ nên con của tôi mới không được đi. Họ không có để ý vấn đề đó, họ chỉ để ý tới lúc mà họ cấp cái thị thực cho mình đó, là mình dùng luật trừ tuổi xong rồi có được đi hay không thôi, chứ họ không có để ý là cái lỗi là bên lãnh sự họ đóng cửa bởi vì này bởi vì nọ, hoặc không họ không duyệt, nhưng mà dùng luật trừ tuổi xong rồi lúc phỏng vấn đi được hay không thì phải dưới 21 tuổi. Thì đó ví dụ, Khanh ví dụ thôi nhé, ví dụ ngay lúc này bên chính quyền Việt Nam sẽ gia hạn tiếp về cái vấn đề là chỉ thị 16 đóng cửa tiếp trong Sài Gòn thì lãnh sự quán sẽ không mở, ví dụ từ đây tới cuối năm hoặc là từ đây tới giữa năm tới, ví dụ thôi. Thì nói chung rằng là nếu mà trong thời gian đó quý vị dùng cái luật trừ tuổi cho con cái quý vị và con cái quý vị sẽ quá 21 tuổi sau luật trừ tuổi, rằng là coi như là không được đi, mà đáng lẽ ví dụ những cái hồ sơ này được duyệt năm vừa rồi thì được. Và đi năm vừa rồi thì ok, nhưng mà năm bởi vì cái sự trì trệ đó mà bây giờ con cái cộng của mình thêm tuổi, dạ cộng thêm thì tuổi bây giờ đó, có nên làm gì không, nộp đơn xin không có cách nào làm gì cả, bởi vì cái vấn đề là họ coi rằng là họ bên Bộ Ngoại giao họ sẽ coi rằng là tới lúc họ cấp cái thị thực và lúc phỏng vấn thôi. Và nếu mà còn một cách để mà quý vị có thể xin cứu vác rằng là lãnh sự quán có nói rằng là trong cái thời gian họ đóng cửa và họ sẽ không có làm gì ngoại trừ những cái hồ sơ nào mà coi như là cần thiết, rất là cần thiết, giống như trong tình trạng sắp chết hoặc là tình trạng coi như là hy hữu lắm, thì mình có thể gửi email vào cho lãnh sự và giải trình về cái vấn đề rằng là con của tôi tại vì ùn tắc quá nên sắp bị cho từ tuổi xong, cũng sắp bị loại ra rồi, nên quý vị có thể nào mà cho cái cuộc phỏng vấn không. Thông thường theo Khanh biết là bên lãnh sự sẽ không chịu, nhưng mà mình có thể xin như vậy tại vì nó giống như câu nói cái gì còn nước còn cứu vớt còn tác, dạ còn nước còn tác thì dạ. Đó nhưng mà ít nhất mình có thể thử, và nếu mà lãnh sự họ không chịu thì nói chung là mà cái sự ảnh hưởng này nó không chỉ là trước mắt đối với những hồ sơ tới nơi trước mắt đâu, mà nó kéo những cái hồ sơ sau nữa. Đúng ví rồi. Dụ như có những người họ đã, ví dụ như sắp sửa 3 năm nữa là tới phiên họ, thì 3 năm nữa là cộng thêm 3 tuổi nữa cho cái đứa con đó, nó chưa lên 21 tuổi thì cũng bị luôn, chứ không phải là chỉ tới những hồ sơ lúc này bị đâu, tất cả những hồ sơ sau này đều bị cộng thêm cái năm bị trì trệ bởi Covid đó, mà cộng thêm tuổi và bị ảnh hưởng. Và những cái đứa con mà nó đã quá 21 tuổi lúc đó thì bây giờ làm sao, ba mẹ đi trước sau này bảo lãnh lại phải không ạ, chứ không có cách nào. Đúng rồi chị, thì ví dụ những cháu nào mà đã quá tuổi rồi thì phải đợi bố mẹ qua, và bố mẹ qua thì có thẻ xanh thì quay ngược lại bảo lãnh. Thì quý vị biết là người có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì cái ngày đợi thông thường sẽ là coi như là 6 năm cho người Việt của mình. Nên hiện đáng lẽ nếu mà dùng luật trừ tuổi xong rồi thì con mình được đi, nhưng mà bởi vì cái sự cố này có thể con mình không được đi, thì có nghĩa là 6 năm tới cho dù quý vị qua Mỹ xong, quý vị làm giấy tờ, quý vị quay ngược lại bảo lãnh, con cái của quý vị cũng phải ở bên Việt Nam ít nhất là 6 năm mấy nữa mới được qua. Thì có đó có nghĩa là mình mất đi 6 năm mấy. Mà trong 6 năm đó bao nhiêu chuyện sẽ thay đổi nữa, chứ không phải nó đúng chỉ rồi. Đứng lại. Có thể đó. Con cái của mình sẽ lập gia đình, và nếu mà con cái lập gia đình thì không thể đi được, bởi vì thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh con cái đã đang có gia đình. Thì đó có nhiều rất là của nó trong đó, nên nếu mà quý vị nào đang trong tình trạng coi như là như Khanh và chị Trà My nói thì phải tính toán rất là kỹ lưỡng để mà làm như thế nào để mà tốt nhất cho gia đình của quý vị. Mà bây giờ cũng đâu có cách nào để mà tính đâu, luật sư Khanh, không còn cái sự lựa chọn nào khác hết. Dạ bây giờ cũng không xin cứu vãn gì được, lựa chọn nhưng nếu mà xin cứu vãn thì bao nhiêu người đều xin hết thì làm sao họ giải quyết. Mà coi như là con đường duy nhất mình có thể làm ngay lúc này, thì giống như Khanh nói, cho dù mình biết nó không có hiệu quả mình vẫn cứ xin, ai biết sau này có chuyện gì xảy ra mình xin được, mình có thể là document đó, mình có thể lấy nó là bằng chứng nếu mà cần thiết.
Dạ, nhưng mà xin là những người tới nơi rồi thì xin, còn những người còn xa xa 2-3 năm kia thì Những không người còn được. xa xa thì chưa bao giờ được làm đâu, tại thì Khanh mới nói là À, họ những phải người nằm, đó mới là xui hơn đó. đúng rồi, những người đó mới là coi như xui hơn là xui nữa, đúng rồi. Dạ, tại vì nó không sát cận kề để mà gọi là được khẩn cấp xét ngay, mà nó nằm xa xa như vậy thì 3 năm sau mọi chuyện nó thay đổi, con của quý vị nó hơn 21 tuổi nó bị rớt lại và sau đó nó chờ thêm 6 năm. Cái này thật là căng đó. Nếu là đối với những cái hồ sơ bảo lãnh ở Việt Nam, Trà My nghĩ rằng rất là nhiều người bị ảnh hưởng, tại vì hầu hết người Việt đi qua Mỹ định cư qua chuyện bảo lãnh gia đình anh chị em. Thì cũng có vài khán thính giả họ cũng đặt câu hỏi cho mình đó, và cũng có vài khán thính giả có email Khanh, thì nói chung là nếu mà những quý vị đó mà đang coi đài thì nó sẽ, cái câu trả lời của Khanh nó sẽ cũng là rất là ảnh hưởng tới hồ sơ quý vị. Dạ, như vậy là hên xui nha quý vị, tại vì không có thể nào có cái cách nào khác, không có một cái giải pháp nào khác. Vì Covid, họ ở đây họ cũng đâu có muốn như vậy, nhưng mà lực bất tòng tâm, quy định là quy định chứ không thể mà cộng dồn hay là châm trước một Đúng hai rồi, trường hợp được. cho cộng dồn để mà chia cho năm tới. Dạ, cái con đường mà bảo lãnh mà gia đình mà ngoài vợ chồng con cái thì hơi hơi khó khăn. Cái chuyện anh chị em trước nay nó đã khó khăn rồi, cái chuyện tuổi tác nó đã một cái rào cản rồi, năm dài tháng rộng cộng thêm rồi. Thì nên vì vậy có những hồ sơ mà cái mà Khanh chỉ muốn nói cho quý vị á, về cái vấn đề luật trừ tuổi á, thì quý vị trước hết phải tính về quý vị mong rằng là sở di trú sẽ dùng cái thời gian dài nhất có thể để họ duyệt cái hồ sơ quý vị. Thông thường những cái hồ sơ F4 hồi xưa thì sở di trú họ thừa biết là cái cách mà có nhiều người ăn theo sẽ bị quá tuổi rồi đó, nên họ ngâm những cái hồ sơ này, có thể họ ngâm 6-7 năm sau họ mới bắt đầu họ chấp thuận. Trời. Nhưng mà trong một cái thời gian á, trong một thời gian giữa giống như năm 2000, 2009 và coi như 2011, 12, có nhiều lúc họ dùng 1 năm, đúng 1 năm họ chấp thuận những cái hồ sơ này. Thì nếu mà họ dùng đúng 1 năm, thì nếu mà lúc mà tới cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với cái ngày đáo hạn, mình chỉ trừ được 1 năm từ tuổi con cái mình thôi. Nên có những nhà họ cũng đang run lẩy bẩy, bởi vì thực tế ra là họ biết là có thể con họ của ti không được. Và cái riêng Khanh đó, thì Khanh có nói với quý vị vài lần trên chương trình, thì cái tuổi mà cao nhất mà Khanh có trừ được đó là cho một người con đã 27 tuổi rồi họ đi, nhưng mà Khanh trừ xong còn xích xe đâu mười mấy ngày nữa thôi. Thì cái này nó rất là hên xui may rủi, nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ này trước đó mười mấy ngày nữa là coi như là xong. Nhưng mà may là trong cái hồ sơ này sở di trú họ dùng gần 6 năm mấy, gần 7 năm họ chấp thuận cái hồ sơ, nên vì vậy nó tốt. Nhưng mà cái hồ sơ này được khai rất là lâu rồi, nó bắt đầu năm 90 đâu 2002, 2003, rất là lâu rồi, nên lúc đó thì họ duyệt cái hồ sơ rất là lâu. Nên nhưng bây giờ thì có nhiều lúc F4 họ duyệt nhanh, nên cái đó cũng là một cái sự xui xẻo của quý vị nếu mà quý vị rớt vào tình trạng đó nữa. Dạ, quý vị vừa cùng chúng tôi tìm hiểu những cái ứ động về visa xin thị thực định cư Mỹ qua dạng lao động và bảo lãnh gia đình đang bị tồn động rất nhiều bởi đại dịch Covid, và đây nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều những trường hợp đang chờ đợi ở Việt Nam. Quý vị có những thắc mắc liên hệ, chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước, và bây giờ là những câu hỏi mà từ đầu chương trình tới giờ quý vị đã gửi cho chúng tôi. Mình chào hỏi ban đầu nhưng mà nãy giờ mình nói những cái thông tin mình không nhìn lại bình luận, thấy rất là nhiều người chào luật sư Khanh, rất là nhiều người chào chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dũng Trinh xin hỏi F3 tháng 3 năm 2010 khi nào được làm 6 bước? Nếu mà quý vị là F3 2010 thì nói chung quý vị phải đợi ít nhất cỡ 1 năm nữa là quý vị mới có thể bắt đầu làm việc với bên trung tâm thị thực. Tại vì nếu mà quý vị nhìn cái bảng đáo hạn đó, nó có hai cái ngày trên cái bảng đầu tiên, có nghĩa là cái ngày mà lãnh sự quán họ có thể phỏng vấn quý vị. Thì bây giờ cái ngày đó F3 họ mới xét tới ngày 22 tháng 11 2008. Còn cái bảng ở dưới á, là cái bảng mà cái ngày sớm nhất mà quý vị có thể làm việc với bên trung tâm thị thực để mà hoàn tất hồ sơ quý vị, để mà họ gửi về cho lãnh sự quán. Thì F3 cho cái bảng đó, thì bây giờ những người nào mình nộp đơn trước ngày 22 tháng 8 2009 họ có thể bắt đầu làm việc với trung tâm thị thực rồi. Mà chỉ có những người nào nộp trước ngày 22 tháng 11 2008 thì bên Bộ Ngoại giao họ mới lên lịch phỏng vấn. Thì có nghĩa rằng là cái bảng thứ hai nó cho biết rằng là quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực ít nhất cỡ 1 năm trước khi cái hồ sơ quý vị sẽ đáo hạn. Nên hồ sơ quý vị là Khanh không biết tháng mấy 2010, nhưng mà nếu vậy thì quý vị sẽ đợi ít nhất có thể 1 năm nữa mới làm việc với trung tâm thị thực. Dạ, xin hỏi là người có visa đi du lịch Mỹ qua tới đây xin chuyển dạng thành EB3 có được hay không?
À, có được chứ, nhưng mà vấn đề là quý vị phải làm sao để mà duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị ở lại Mỹ trong quá trình quý vị làm cái chứng chỉ lao động và sau đó tới cái lúc mà quý vị làm cái đơn A-140 và xin thẻ xanh. Dạ, câu tiếp theo, Trần Thi, chào MC Trà My, luật sư Khanh, câu này luật sư Khanh biết có vui hay buồn nha, Trà My thì không thay đổi gì mà luật sư Khanh thì tròn lên hẳn nha. Cái này vui, đang Đang muốn bỏ. Đây là thực tế là đang muốn tròn. muốn lên cân nha, Trà My cũng thấy tròn lên là hồi xưa ở bên đây thì khi mà làm những cái chương trình hồi anh còn ở bên đây thì anh có vẻ là mảnh mai hơn. Dạ, nhưng mà về trốn dịch quá thành ra càng ngày càng tròn phải Là có cô vợ cô cứ nhét ăn giống như nhồi heo nên không? rất là hợp hơn nữa. Không tròn thì tốt, hồng hào tươi tắn. Dạ, lịch mở hồ sơ F3 hiện tới 22 tháng 8 2009. À, bạn Diệp Trần trả lời giùm cho bạn kia hả? Không biết có, dạ, không biết có đúng không? Lát nữa Trà My có nhận được câu Đúng hỏi của chị, cái 22 tháng 8 2009 là cái lịch đó mình có thể làm việc với trung tâm thị thực, còn lãnh sự quán họ sẽ duyệt cho những hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 11 2008. dạ, cảm ơn bạn này đã trong lúc chờ đợi cũng giúp mình trả lời giúp. À, cho em hỏi, ba mẹ em chưa có quốc tịch, bảo lãnh em từ năm 2017, em đã ly hôn, bảo lãnh theo diện F1 trên 21 tuổi. Hồ sơ của em lúc nào mới tới? À, hồ sơ quý vị là nếu mà mình nói là về cái ngày sớm nhất quý vị có thể phỏng vấn ít nhất cũng là cỡ 3 năm nữa, bởi vì F1 họ mới duyệt, tới bên Bộ Ngoại giao họ mới có thể phỏng vấn những cái người hồ sơ nào tới ngày 1 tháng 12 2014, và thực tế ra là quý vị có thể đợi 1 năm nữa để mà làm việc với bên trung tâm thị thực, bởi vì cái ngày sớm nhất mà trung tâm thị thực có thể làm việc với những hồ sơ F1 là bây giờ là ngày 15 tháng 5 2016, và quý vị là hồ sơ 2017. Dạ, yeah. F1 cha mẹ bảo lãnh định cư hồ sơ 1 tháng 9 2015 mới vừa được nhận thư chấp thuận. Không biết em sẽ làm bước gì tiếp theo và bao lâu nữa sẽ được gọi phỏng vấn? Nếu mà hồ sơ quý vị mới được chấp thuận mà Khanh không biết là ai chấp thuận quý vị, một là bên sở di trú họ chấp thuận hoặc hai là bên trung tâm thị thực họ chấp thuận. Nếu mà sở di trú họ mới chấp thuận thì quý vị phải đợi họ sở di trú gửi hồ sơ qua trung tâm thị thực, và một khi trung tâm thị thực đưa cho quý vị cái mã số hồ sơ và cái số invoice number, tới lúc đó quý vị mới có thể đưa vào cái hệ thống để mà coi như cái người bảo lãnh quý vị trả tiền làm thị thực và cái trả tiền cho cái tiền bảo trợ tài chính, và sau đó làm hoàn tất với trung tâm thị thực trước khi được gửi về lãnh sự để cho quý vị có cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà cái sự chấp thuận của quý vị là từ bên trung tâm thị thực, họ nói họ chấp thuận hồ sơ xong hết rồi, họ làm xong hết rồi, thì có nghĩa rằng là quý vị chỉ đợi, tại vì trung tâm thị thực sẽ gửi hồ sơ về cho lãnh sự và chỉ đợi lãnh sự gửi cái ngày phỏng vấn cho quý vị để đi phỏng vấn thôi. Dạ, gần đây lãnh sự quán từ chối cấp visa, lý do gì vậy thưa luật sư? Cái này là câu hỏi quá là thoáng, Khanh không trả lời được, bởi vì lãnh sự quán trong năm vừa rồi thì ngài Trump có cái chỉ thị rằng là không được cấp visa tại vì Covid, và bắt đầu tháng 2 năm nay thì ngài Biden có nói rằng là phải mở cửa lại để mà coi như cấp visa cho bất kỳ ai muốn xin, và có nghĩa là phải duyệt chứ không phải cấp, có phải duyệt rồi xong nếu mà hồ sơ ok thì cấp. Nhưng mà tới tháng 6 thì lãnh sự quán họ lại đóng cửa, và bởi vì chỉ thị 15 và 16, và tới bây giờ họ cũng chưa mở cửa lại. Thì vấn đề lãnh sự quán họ không cấp visa nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nếu mà quý vị nói về vấn đề visa đi du lịch thì cái đó là cái kết quả mà mình có thể xác chấp thuận được, bên lãnh sự quán họ chấp thuận cái thông thường 10 mấy% thôi. Còn những visa khác thì sẽ tùy theo những cái hồ sơ quý vị làm nó đầy đủ bằng chứng hay không, chứ không phải là lãnh sự họ sẽ từ chối hết tất cả những visa mà quý vị đang xin. Dạ, tháng 10 này thì mình đoàn tụ, nhưng mà không biết là có phải tiêm vaccine hay không? Khanh không hiểu từ đoàn tụ của quý vị. Nếu mà quý vị nói đoàn tụ có nghĩa là tháng 10 này quý vị sẽ bay qua Mỹ á, thì quý vị nên nhớ cái chương trình vừa rồi Khanh và chị Trà My có nói rằng là nếu mà quý vị đi qua Mỹ, cái hồ sơ quý vị đã xong rồi và quý vị chỉ bay qua Mỹ thôi, thì nếu quý vị đi qua Mỹ trước khi bên chính phủ Mỹ đưa ra cái chỉ thị về vấn đề chích ngừa, thì cái đó là Khanh với chị Trà My đoán là cỡ tháng 11. Nên nếu mà quý vị đã có thị thực rồi thì quý vị qua Mỹ Bay trước tháng 11. bay trước tháng 11 thì thực tế ra quý vị chỉ cần có một cái xét nghiệm âm tính trước ít nhất là 72 tiếng đồng hồ trước khi quý vị đáp xuống Mỹ thôi. Còn nếu mà đoàn tụ của quý vị đây có nghĩa rằng là quý vị chuẩn bị làm giấy tờ và quý vị chưa có đi khám sức khỏe để mà gửi vào cho là
bên lãnh sự thì nếu mà cái hồ sơ quý vị làm sau tháng 10 thì quý vị phải chích hai mũi thuốc ngừa COVID trong cái bộ Bộ sơ khám sức khỏe. sức khỏe. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà hoặc là nếu mà cái hồ sơ quý vị đã xong rồi mà quý vị đợi tới lúc mà bên Mỹ đưa ra chỉ thị về vấn đề là phải có chích ngừa trước khi quý vị vào á, thì tới lúc đó quý vị phải có chích đủ hai mũi để mà quý vị vào. Cho tôi hỏi, vợ tôi đã được phỏng vấn và họ muốn bổ túc giấy khám sức khỏe, giấy tư pháp số 2 đã nêm nộp, sau đó cũng lấy cái passport luôn. Sau đó họ gửi trả passport lại kèm theo giấy xanh, nói là hồ sơ hoàn tất nên không cần phải nộp bất cứ giấy tờ gì nữa. Chúng tôi cần giải quyết một số vấn đề hành chính. Vậy có nghĩa là sao? Vậy có nghĩa là hồ sơ quý vị đang bị điều tra. Họ sẽ điều tra về cái cuộc hôn nhân của quý vị và coi như là những gì quý vị khai báo trong giấy tờ có phải là thật hay không. Cái này Câu hỏi. thời gian tới quý vị phải đợi rất là lâu trước khi bên lãnh sự có câu trả lời. Phỏng vấn viện EP3 đã nhận được R1 vào đầu tháng 3 năm ngoái, nhưng do Covid nên Tổng thống Trump tới cuối tháng 4 2021 em mới nhận được R1, thông báo em cần phải nộp lại cái tờ lý lịch tư pháp và khám sức khỏe. Nhưng Việt Nam lại dịch Covid đóng cửa, vậy hồ sơ của em bị gì không? À thì một khi quý vị đã nhận cái giấy đồ bổ sung giấy tờ thì quý vị có coi như là bên lãnh sự sẽ coi cho quý vị nhất là cần 90 ngày để mà bổ sung giấy tờ. Thì từ tháng 4 tới tháng 6 thì bên Sài Gòn vẫn mở cửa bình thường, không biết là quý vị có làm trong lúc đó hay không. Còn nếu mà quý vị đợi thì ngay lúc này, lúc mà một khi quý vị đã có cái giấy lý lịch tư pháp số 2 rồi thì quý vị vẫn có thể gửi vào cho bên Bộ Ngoại giao để bổ sung, và quý vị có thể nói rằng là Sài Gòn đóng cửa từ hồi ngày 15 tháng 6 tới giờ nên rất là khó để mà lấy. Thì cái đó là lãnh sự họ sẽ biết bởi vì có chỉ thị 15 và 16 và đã coi như Sài Gòn bị đóng cửa hoàn toàn, nên cái đó họ sẽ không có phạt quý vị về vấn đề đó. Câu tiếp theo là tại sao thấy cái visa bulletin hiện bây giờ cái diện EB3 á, cái cột Việt Nam bị mất tiêu, vậy có còn duyệt nữa hay không? À, Việt Nam không có phải bị mất tiêu, nhưng mà Việt Nam sẽ có nghĩa là theo cái cột đầu tiên nó gọi là những cái nơi nào khác không được liệt kê ra ở bên phải, thì có nghĩa rằng là nếu mà EB3 hồ sơ Việt Nam mà được chấp thuận rồi thì có thể quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực, và nếu quý vị bên Mỹ quý vị có thể xin thẻ xanh bởi vì ngay lúc này nó là current, current có nghĩa rằng là cái ngày đợi quý vị đang trùng với cái ngày đáo hạn. Chỉ là những nước giống như bên Trung Quốc hoặc bên Ấn Độ mới cần phải đợi thôi, còn ngoài ra những nước khác đều là current hết. Nếu bị chậm vì dịch thì tới lúc mà được gọi phỏng vấn mình có phải nộp thêm cái tờ khai thuế hay không? À, có thể là họ ví dụ mà bị chậm vì dịch và cái cuộc phỏng vấn là được đưa ra sau ngày 15 tháng 4 của năm tới thì chắc chắn rằng là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ đòi là mình có cái giấy khai thuế mới gửi vào. Mà nếu mà từ đây tới ngày 15 tháng 4 mà họ gọi quý vị đi phỏng vấn mà quý vị có giấy khai thuế cho 2020 thì nói chung thực tế là quý vị sẽ không có cần phải gửi cái giấy khai thuế mới. Tại vì quý vị nhớ là bên Mỹ cho phép quý vị tới ngày 15 tháng 4 của năm tới để mà coi như hoàn tất cái khai thuế cho năm hiện tại. Nhiều câu hỏi lắm, Trà My hơi run là sợ không có kịp giờ để trả lời hết. Mình ngắn gọn và nhanh hơn một chút xíu ha luật sư Thanh ha. Chồng em đang ở Mỹ, visa sinh viên F1 đang thực tập OPT. Sắp tới em muốn qua Mỹ bằng việc visa F2 thì hồ sơ của em cần chuẩn bị những gì? À, nếu mà thì nói chung là quý vị phải chứng minh rằng là chồng của quý vị vẫn đang học, cuộc hôn nhân của quý vị là thật, và cái thứ hai là quý vị có tài chính để mà qua đó ở với chồng quý vị, và cái hơn nữa là quý vị sẽ có cái gì đó để mà quay về lại Việt Nam nếu mà chồng quý vị quay về. Cái mà khó chứng minh nhất là cái có cái gì để quay về lại Việt Nam lúc mà xong á. Passport của em sẽ hết hạn tháng 10 này và visa du lịch Mỹ hết hạn năm ngoái. Em mong muốn qua Mỹ tháng 12 tới, không biết phải xin visa du lịch Mỹ trong mùa dịch này như thế nào? À, thì cũng y hệt như cách mà quý vị xin năm vừa rồi thôi, nó không thay đổi. Thưa luật sư, em bạn gái bảo lãnh F1 theo lịch phỏng vấn là tháng 3 nhưng do dịch bệnh chưa phỏng vấn. Nếu bây giờ kết hôn thì phỏng vấn bạn gái sẽ làm gì? Nếu mà hồ sơ của quý vị là hồ sơ F1 mà đang đang đợi phỏng vấn á, thì và ví dụ bây giờ quý vị muốn làm cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng qua diện người có quốc tịch bảo lãnh thì quý vị vẫn có thể làm, cái quan trọng là cái ngày phỏng vấn nào đi tới trước để mà họ qua họ định cư.
nếu mà ngay lúc này quý vị muốn kết hôn và quý vị muốn làm hồ sơ bảo lãnh, thì thực tế ra cái ngày phỏng vấn theo cái hồ sơ kết hôn nó sẽ kéo dài hơi lâu hơn là cái ngày F1. Nếu mà bên F1 đã hoàn tất xong hết rồi, đã có ngày phỏng vấn rồi nhưng mà chỉ bởi vì Covid thì bị đình trệ lại thôi, thì thực tế ra là cái ngày phỏng vấn cho F1 nó sẽ lại nhanh hơn là quý vị mở hồ sơ mới qua diện hôn nhân và bảo lãnh. Bởi vì hồ sơ mới qua diện hôn nhân bảo lãnh cho dù quý vị làm ít nhất cũng phải đợi có 1,5 năm mới có ngày. Gia đình F4 đã có lịch phỏng vấn cuối tháng 6 vừa rồi do Covid bị hoãn. Vậy thì cái giấy khám sức khỏe được bao nhiêu tháng hết hạn? Thông thường thì cái giấy khám sức khỏe sẽ có hạn trong vòng 6 tháng, nên thực tế ra rằng là chắc chắn là một khi bên lãnh sự quán họ mở cửa lại để mà cho quý vị cuộc phỏng vấn thì quý vị phải có cái giấy khám sức khỏe mới. Trước đây cháu mình là con nuôi của người Mỹ, nay cháu đã có quốc tịch và trưởng thành thì có thể bảo lãnh ba mẹ hay không? Hay là anh em ruột hay không? Diện bảo Chắc lãnh thân nhân? là không có thể bảo lãnh bố mẹ được, bởi vì một khi nhận con nuôi á, là sở di trú Mỹ họ sẽ nói rằng là cái quyền bảo lãnh cho bố mẹ ruột là bị cắt đứt hoàn toàn. Còn cái về cái vấn đề bảo lãnh anh chị em thì có thể bảo lãnh anh chị em nhưng không có thể bảo lãnh bố mẹ. Hồ sơ đã hoàn thành thì có cần kiện tuổi hay không, thưa luật sư? Hồ sơ hoàn thành, mà cái vấn đề là cái từ cái này quý vị hỏi nó hơi tương nó hơi có vấn đề một chút, bởi vì nếu mà hồ sơ của quý vị đã hoàn thành rồi thì quý vị đã phải nên kiện tuổi trong hồ sơ đó rồi. Nếu mà hồ sơ hoàn thành rồi quý vị chưa kiện tuổi mà đã quá 1 năm từ cái ngày mà cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn thì quý vị không có thể nào mà cãi về cái vấn đề quý vị muốn dùng cái luật trừ tuổi được nữa. Nó có cái quy định rằng là một khi cái hồ sơ quý vị trùng với cái ngày đáo hạn, trong vòng 365 ngày quý vị phải đưa ra cái lý do là quý vị muốn dùng luật trừ tuổi. Sau 365 ngày quý vị mới muốn làm thì cái đó quý vị không làm được làm nữa. Xin hỏi là khi đi phỏng vấn thẻ xanh 2 năm mà tiếng Anh không tốt thì phải có người phiên dịch đi theo hay là chồng mình phiên dịch được hay không? Không, người chồng không có thể phiên dịch được, quý vị phải thuê một người đi phiên dịch cho quý vị hoặc nhờ một người nào đi phiên dịch cho quý vị. Và cái người đó không thể nào là người trong gia đình, có thể là người bạn, có thể là người làm chung nhưng mà không có thể nào người trong gia đình trực hệ. Ngọc Trần, câu hỏi này đánh không có đầy đủ nhưng mà Trần đi đoán cái ý là năm 2019 về Việt Nam mà vì Covid cho tới bây giờ muốn trở lại Mỹ thì làm sao ở quá hạn thẻ xanh? Quý vị 2019 về Việt Nam thì bây giờ nếu quý vị muốn về mà cho chắc chắn thì quý vị phải làm cái Returning Resident Visa, cái SB1 để mà xin để trở lại và về Mỹ, thì quý vị phải liên lạc với bên lãnh sự và nói là tôi muốn xin cái SB1, lãnh sự sẽ bắt đầu mở hồ sơ cho quý vị để quý vị xin. Hồ sơ EB5 khi nộp hồ sơ thì dưới 21 tuổi, tới ngày phỏng vấn thì trên 21 tuổi thì có được đi cùng hay không? Mình có thể dùng cái luật trừ tuổi, thì quý vị coi là sở di trú họ duyệt cái đơn I-526 quý vị bao lâu, xong sau đó quý vị có thể xin dùng luật trừ tuổi để mà cho con quý vị đi ăn theo. Hồ sơ em đã hoàn tất đầu năm ngoái rồi mà con em đã 20 tuổi, như vậy khi đợi tới phỏng vấn có ảnh hưởng gì hay không? Hồ sơ em nhận mấy lần hẹn 60 phỏng vấn rồi, chắc là đánh sai gì đó. Cái vấn đề nó ảnh hưởng hay không là quý vị phải coi lại cái ngày mà cái thời gian sở di trú họ dùng bao lâu để duyệt cái hồ sơ quý vị. Tại vì nếu mà hiện tại coi bây giờ con quý vị dưới 20 tuổi thì một khi họ mở phỏng vấn lại mà con quý vị vẫn dưới 20 tuổi thì không cần phải lo về luật trừ tuổi. Còn nếu mà lúc mà họ mở phỏng vấn lại mà con quý vị sẽ quá 21 tuổi tới lúc đó quý vị phải đòi về dùng cái luật trừ tuổi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nếu mà dùng cái luật trừ tuổi mình phải xin trong vòng 365 ngày từ cái khi cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với cái ngày đáo hạn. Nếu mà đã quá 365 ngày rồi thì con quý vị đang có nguy cơ là không có thể dùng được luật trừ tuổi. Câu hỏi còn rất là nhiều, Trà My thấy là thời gian cũng hạn hẹp. Luật sư Thanh có muốn đi tiếp chút xíu nữa không hay là cái này tùy chị ạ. Tại vì sợ là cũng hơi mệt mỏi, mai mốt chắc là trước khi lên chương trình luật sư Khanh để một ly nước kế bên cho tỉnh táo, để vì đêm về quê ở Việt Nam từ 12 giờ khuya rồi mà nói thao thao bất tuyệt vậy nhiều khi cũng khát nước, cũng mệt mỏi ha quý vị. Quý vị thông cảm. Trà My muốn nhanh nhanh để mà được nhiều người được lọt vào cái danh sách được trả lời ngày hôm nay, nhưng mà trả lời mà không kỹ, không chu đáo, không cẩn thận, không đầy đủ thì quý vị lại thắc mắc cũng tội nghiệp, cho nên luật sư Khanh cũng rất là cẩn thận trả lời đâu ra đó đầu đuôi đàng hoàng. Xin hỏi tiếp theo là anh chị cho em hỏi, đối với visa B2 khi vào Mỹ một thời gian sau đó đi ra khỏi Mỹ tới Mexico chẳng hạn, trở lại Mỹ thời gian lưu trú có thể được tự động renew lại thành 6 tháng mới hay không? Đúng rồi, ví dụ là quý vị vào ở bên Mỹ và ví dụ quý vị ở 5 tháng mấy rồi xong quý vị rời khỏi Mỹ
Sau đó quý vị vô lại thì quý vị lại có cái 6 tháng mới. Dạ, luật sư Khanh biết sao không? Họ đánh dấu tắt rồi họ không có, vừa đánh tắt vừa không bỏ dấu nên Jeremy cũng líu lưỡi lắm nha Khó quý đọc, vị, thông cảm. khó hiểu. Hồ sơ F4 đã hoàn tất tháng 6 năm ngoái, chưa được gọi đi phỏng vấn. Nay người bảo lãnh đã về hưu và đã đưa cái thuế năm ngoái, người cosign mới, người đồng bảo trợ mới trên cái hệ thống CEAC có bị dời ngày để mà hoàn tất cái hồ sơ đó hay không? À, cái ngày thì quý vị sẽ không có bị dời, bởi vì nếu mà quý vị làm xong hết với bên trung tâm thị thực và trung tâm thị thực xác nhận rằng là họ đã ok hồ sơ và họ chuyển về lãnh sự rồi, thì nếu mà quý vị bổ sung thì quý vị chỉ bổ sung ở lãnh sự thôi, quý vị sẽ không có bổ sung với bên trung tâm thị thực nữa. Diện F2B, người cha được bảo lãnh đi làm từ thiện bị dính Covid mất, nay còn lại cháu trai một mình mới 9 tuổi, mẹ bỏ đi lúc 3 tuổi, có giấy xác nhận vì không kết hôn. Nay em sống nhờ chị họ và gia đình đã ở Mỹ. Vậy thì có cứu xét đoàn tụ được hay không? Nếu du học thì như thế nào, mấy tuổi đi được? Cứu xét đoàn tụ thì có thể trong cái tình trạng này, nếu mà nó hy hữu như vậy, có nghĩa rằng là người bố mà bảo lãnh người con mà bố mắc bởi vì Covid mà chỉ còn người con duy nhất mà người con lại dưới tuổi vị thành niên, thì có thể xin cứu xét, nhưng mà phải báo với bên tùy theo cái hồ sơ đang nằm ở đâu. Nếu hồ sơ đang nằm ở di trụ sở di trú thì gửi cái giấy chứng tử và xin cái nó gọi là humanitarian reinstatement, có nghĩa là phục hồi theo luật nhân đạo, và tùy theo mình nộp những bằng chứng gì thì cái hồ sơ này có cơ hội có thể được phục hồi, bởi vì nếu mà bố chỉ có người con này thôi, bố mất rồi và bên Việt Nam không còn ai nữa mà toàn bộ gia đình thì ở bên Mỹ và đồng ý là sẽ bảo lãnh người cháu này để qua, thì cơ hội đó nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà người bố mất rồi mà bên Việt Nam vẫn còn rất là nhiều gia đình của người cháu này, thì có thể người cháu này cái cơ hội để phục hồi nó rất là ít, bởi vì bên Việt Nam vẫn có thể lo cho cháu thay vì không có ai lo. Còn về câu hỏi thứ hai về vấn đề muốn đi du học được chứ, quý vị có thể đưa con với cái của quý vị hoặc là người cháu quý vị đi du học, và thực tế ra là du học không có một cái sự tuổi cố định, nó chỉ trừ là theo là cái trường quý vị, nếu mà dưới cấp phổ thông thì quý vị phải tìm một cái trường tư họ nhận con cháu của quý vị thì họ sẽ cấp cái I-20, nhưng mà thông thường trường tư thì rất là mắc, có thể mỗi năm họ sẽ tính 30 40 ngàn. Một khi họ chấp thuận rồi thì quý vị có thể xin cái F1 để mà cho qua đi học trường tư. Còn nếu mà đi du học theo đúng cái nghĩa du học đó, thì mình phải đợi tới lúc mà mình trước khi mình nhập coi như là Đại học. đặt, thì để mình xin qua, sau khi mình xong phổ thông thì mình xin qua. Nhưng mà với du học nếu không có một cái sự tuổi tác cố định nhé, chỉ là tới lúc mà mình bắt đầu tới tuổi đi học, nếu mà mình có đầy đủ tài chính và có đầy đủ coi như là khả năng á, thì mình có thể cho đi ngay lúc đầu luôn, nhưng mà thực tế rằng là đưa qua ai coi con, cái chuyện đó là người ta cái lo cái vấn đề đó. Cái vấn đề là quý vị phải chứng minh được có đủ tài chánh để đi học. Thứ hai là chứng minh đi học nghiêm túc và trở về sau khi học, chứ không phải đi học là đi luôn. Nếu không chứng minh được điều đó thì không có được xét duyệt. Dạ, cho em hỏi, hồ sơ của em đã được phỏng vấn EB3 đầu tháng 3 năm ngoái. Em, câu hỏi này nãy trả lời rồi phải không ạ? R1 á. Chắc có lẽ là bạn hỏi lại, lát nữa sau chương trình bạn coi lại giúp Trà My nha. Lịch visa đã đáo hạn rồi, sao chưa được phát thư phỏng vấn, thưa luật sư? Lịch visa đáo hạn chưa được phát thư phỏng vấn, bởi vì có thể một là quý vị chưa có làm xong hết và giấy tờ với bên trung tâm thị thực. Nếu mà quý vị đã làm xong hết giấy tờ với trung tâm thị thực rồi và thì trung tâm thị thực sẽ gửi giấy nói là họ gửi về lãnh sự rồi. Thì nếu mà quý vị đã có cái giấy bên trung tâm thị thực nói là quý vị hồ sơ đó được gửi về lãnh sự, thì cho dù hồ sơ quý vị chưa đã đáo hạn rồi, thì bây giờ quý vị phải đợi bên lãnh sự họ gọi quý vị đi phỏng vấn thôi. Em đi diện F3 hồ sơ tháng 5 năm 2015, trong thời gian ba em mất thì bằng cách nào em có thể đi được? Nếu mà trong thời gian đó bố quý vị mất, mà quý vị phải coi rằng là bố quý vị mất trước hay sau cái hồ sơ I-130 được chấp thuận. Nếu mà ông mất trước khi cái hồ sơ I-130 được chấp thuận thì coi như cái hồ sơ này nó được bỏ xí xóa hoàn toàn, nó không có áp dụng nữa. Nhưng mà nếu mà ông mất sau khi cái hồ sơ I-130 được chấp thuận thì quý vị phải báo với bên sở di trú để mà cho quý vị xin cái humanitarian reinstatement, bởi vì người bảo lãnh đã mất rồi. Thì cái này giống như hồi nãy Khanh mới nói là sẽ tùy theo cái hồ sơ quý vị như thế nào, cơ hội quý vị thắng nó có thể nó không có cao. Hôm qua em mới lăn tay xin thẻ xanh 10 năm, thì khi nào em được nhận thẻ xanh? Còn lâu, nếu mà quý vị xin thẻ xanh mới lăn tay xong thì quý vị phải đợi ít nhất cỡ 5 năm rưỡi nó mới tới cuộc phỏng vấn quý vị.
Dạ, F4 hồ sơ tháng 2 năm 2007, con em sinh ngày 16 tháng Giêng 2002, có bị rớt lại hay không? Em là người được bảo lãnh. À, cái này sẽ tùy theo sở di trú họ duyệt hồ sơ bao lâu. Nếu mà hồ sơ quý vị là mở 2007 và con quý vị sinh 2002 thì thực tế bây giờ con quý vị mới 19 tuổi thôi. Nếu mà hồ sơ F4 2007 thì bây giờ đáng lẽ là bộ hồ sơ quý vị đã được lên phỏng vấn rồi chứ, tại vì bây giờ họ duyệt tới ngày 22 tháng 3 2007. Thì tùy theo quý vị có làm việc với bên trung tâm thị thực như thế nào hay không. Nếu mà một khi lãnh sự quán mở lại thì nếu quý vị xong hết rồi thì quý vị chỉ đợi lãnh sự gọi phỏng vấn, thì chắc chắn gì họ sẽ gọi cuộc phỏng vấn trước khi con quý vị là được 21 tuổi, bởi vì tới 2023 con quý vị mới là 21 tuổi, mà bây giờ mình mới tháng 9 2021 rồi. Câu hỏi tiếp theo là F4 tháng 5 2008, gia đình em đợi bao lâu nữa? F4 tháng 5 2008 thì quý vị ít nhất cũng đợi cũng cần 1 năm 2 tháng nữa. Tại vì bây giờ F4 bên Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 22 tháng 3 2007. Nhưng mà quý vị vẫn có thể làm quý vị cũng chưa có thể làm việc với giấy tờ bên lãnh sự, tại vì bây giờ họ mới cho ngày 1 tháng 10 2007 làm việc. Chị bảo lãnh em 2010 chừng nào mới được đi? 2010 thì quý vị đợi ít nhất cũng phải cỡ 3 năm, 4 năm nữa, tùy theo cái ngày mà quý vị bảo lãnh là ngày nào. 3 tới 4. Gia đình tôi F4 ưu tiên tháng 5 năm 2005, chấp thuận tháng 7 2008, hoàn thành hồ sơ tháng 4 năm ngoái, con gái sinh tháng 2 năm 97, có được đi cùng hay không? Tháng 2 năm 97 có nghĩa là con của quý vị hiện tại bây giờ đã là 24 tuổi, mà cái hồ sơ của quý vị là được chấp thuận. Xin chị nói lại cái ngày khai và ngày chấp thuận giùm con cái, hình như chỉ có đợi 2 năm là bên lại là sở di trú. 2005, ưu tiên 2005, chấp thuận 2008, hoàn thành 2020. Có nghĩa là giữa 2005 và 2008 nhé. Bây giờ cái vấn đề là ngay lúc này con không biết ngày, con không cũng biết không. Nếu mà con trừ là con trừ 3 năm thôi, tại vì con không biết ngày nào tháng nào của 2005 và ngày nào tháng nào của 2008. Và hiện tại bây giờ con gái của quý vị đã 24 tuổi rồi. Nếu mà trừ cái 3 năm đó thì cũng xích soát 21 tuổi, nên để mà trả lời thực tế ra Khanh phải biết rất là cặn kẽ về ngày nào tháng nào năm nào quý vị nộp hồ sơ, ngày nào tháng nào năm nào hồ sơ được sở di trú chấp thuận, và ngày sinh tháng đẻ của con cái thực tế là bao nhiêu, Khanh mới dùng bài toán nó được, và Khanh mới biết là quý vị còn có bao nhiêu ngày nữa. Diện F2A chồng bảo lãnh đã chấp thuận tháng 4 năm ngoái, khi lãnh sự quán mở cửa thì khi nào em được lên lịch phỏng vấn? Nếu mà đã chấp thuận năm ngoái, nhưng mà vấn đề là sở di trú chấp thuận nên quý vị nên nhớ, còn cái phần còn lại là làm việc với bên trung tâm thị thực. Quý vị phải coi lại là đã làm xong hết với trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà xong rồi thì quý vị cũng được phỏng vấn rất là nhanh thôi, còn nếu chưa xong quý vị phải phải xong với trung tâm thị thực. EB5 bao giờ được phục hồi thưa luật sư Khanh? Chưa có thông tin gì ạ. EB5 cho Regional Center chưa có thông tin gì về vấn đề gia hạn tiếp nhé. Người chưa chích ngừa đã mắc Covid rồi, không được chích ngừa nữa trong vòng 6 tháng, vậy có thơ phỏng vấn chưa chích ngừa có được hay không? Không được, Phải tại làm vì sao? trước hết là bên Bộ Ngoại giao họ có nói ra là bắt đầu từ ngày mai, nếu mà cái hồ sơ quý vị chưa nộp giấy khám sức khỏe thì quý vị đòi hỏi rằng là phải có chích ngừa 2 mũi rồi họ mới cấp thị thực cho quý vị. Nếu mà quý mà bên Việt Nam không cho quý vị chích ngừa thì cái hồ sơ quý vị phải đẩy lùi thôi. Diện F4 khoảng bao nhiêu lâu thì đi? 14, 15 năm hả, được sĩ Khanh? F4 là có 14, 15 năm mà mới được đi nếu mà chưa làm hồ sơ. 14 năm, 14 năm rưỡi. 14, mà nãy mình có nói là đang bị ứ động bao nhiêu triệu hồ sơ như vậy đó, thì nó cộng Có thể thêm 2 năm ứ động của COVID thì có thể lên tới 16 năm, Có thể tối nhưng đa mà là thực 16. sự lúc này thì cái ngày mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra thì nó cũng vẫn là có 14 năm thôi, nhưng mà thực tế ra ngoài đời thì họ phải đợi lâu hơn nữa, bởi vì lãnh sự quán không có lên lịch mà để mà phỏng vấn. Đã 12 giờ khuya giờ Việt Nam rồi. Ở đây bạn Chi Đinh nói là luật sư Khanh lúc nào cũng rộng rãi, tức là lúc nào cũng ráng trả lời câu hỏi, rộng rãi thời gian, không có gọi là gấp gáp eo hẹp mà để trả lời cho nó gọn ngành. Thưa quý vị được hiểu rõ.
mình còn nhiều câu hỏi quá nhưng mà thời gian hết rồi thì mình phải chia tay nhau để hẹn vào lần tới. Mặc dù quý vị ở đây còn rất là đông, từ đầu chí cuối quý vị vẫn lưu lại, không có thay đổi nhiều, tức là không có mấy người bỏ ra giữa chương trình hết. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất lấy làm khích lệ, tại vì cảm thấy quý vị yêu mến chương trình, mặc dù quý vị đã được trả lời xong vẫn ở lại theo dõi tiếp. Tại vì những cái theo dõi của quý vị đó là quý vị có thể tìm hiểu thêm những thông tin mới ngoài cái chuyện riêng của mình có thể hiểu biết thêm những cái mặt khác của di trú Mỹ, cũng giúp ích cho mình và cho tất cả những người quen biết trong tương lai nữa, phải không quý vị? Quý vị theo dõi chương trình, quý vị hỏi câu hỏi, quý vị bấm like, bấm share, bấm bất cứ một cái sự tương tác nào, đó là quý vị đã giúp chúng tôi truyền tải thông tin cho nhiều người biết nữa, và chúng tôi cảm ơn quý vị thật là nhiều. Luật sư Khanh ơi, mình nói chia tay ở đây và xin hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Quý vị đều đặn tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam nha quý vị. Chương trình chờ đón quý vị để được giải đáp và được đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình với Khanh và chị Trà My nguyên cả tiếng đồng hồ ngày hôm nay. Khanh xin hẹn quý vị tuần tới và Khanh xin kính chào chị và kính chào quý vị. Chắc là quý vị ơi, Trà My cũng mong quý vị có những cái quan tâm nào mà quý vị muốn được tìm hiểu nhất về di trú Mỹ, quý vị muốn được hỏi han, muốn thắc mắc, muốn tìm hiểu cái gì, quý vị cho Trà My biết trên cái phần bình luận này, hoặc là Trà My sẽ sau chương trình Trà My sẽ đánh cái email để quý vị email cho Trà My cũng được, hoặc để trong phần bình luận cũng được. Chúng tôi biết cái nhu cầu cần tìm hiểu cái gì nhiều nhất thì chúng tôi sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó cho nó được thích đáng hơn. Ví dụ như trong chương trình thì chúng tôi thường thường chạy theo thời sự, có những thông tin nào mới chúng tôi lấy làm chủ đề và gửi đến quý vị thông tin mới, sau đó sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nhưng mà có những điều mà quý vị cần biết, ví dụ như quý vị muốn tìm hiểu về hôn nhân, đi định cư như thế nào, hay là bảo lãnh con nuôi, hay là bất cứ một cái gì quý vị muốn tìm hiểu, xin vui lòng gợi ý cho chúng tôi để chúng tôi giải đáp đúng cái sự mong mỏi, cái nhu cầu của quý vị, thì chương trình nó sẽ thiết thực hơn nữa ha quý vị. Quý vị cho Trà My biết quý vị muốn tìm hiểu chủ đề gì, muốn được giải đáp cái gì, hoặc là muốn được tìm hiểu cái thông tin nào về di trú, về chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề di trú, quý vị cho biết nhé. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Một lần nữa xin gửi đến luật sư Khanh những trái tim, những number one và những cái gương mặt cười để như là một lời cảm ơn với cái sự cộng tác của luật sư Khanh rất là lâu dành cho đài VOA, mãi cho tới lúc này đã 3-4 năm rồi mà vẫn được yêu mến như vậy. Phải nói là một cái sự cộng tác rất là hữu hiệu và rất là ý nghĩa. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều. Cảm ơn chị và Khanh, cũng rất là may mắn có cơ hội làm việc với chị để mà đưa những cái thông tin này với những quý vị khán thính giả ngoài coi như là ngoài đời. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi Khanh và chị Trà My, và giống như Khanh nói, Khanh rất là may mắn. Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị. Quý vị ơi, mình sẽ giữ sức khỏe thật là tốt nhé. Đại dịch đang hoành hành khắp nơi, nhất là ở Việt Nam, luật sư Khanh ở Việt Nam. Xin chúc tất cả mọi người thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe trong mùa đại dịch này. Chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần trên chương trình này. Mong quý vị đừng quên giờ hẹn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh. Cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Xin hẹn gặp lại. Kính chào quý vị. Chào chị.